Tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Thì hôm nay mình sẽ làm món sữa chua nha các bạn. Thì trước mắt các bạn á là hai hộp sữa đặc, mình chọn loại hộp giấy của Ngôi Sao Phương Nam nè các bạn. Và ba lốc sữa chua. Vì còn hai hộp dư cho nên là mình sẽ sử dụng luôn, và 10 bịch sữa tươi có đường. Thì bao nhiêu nguyên liệu đây? Mình sẽ làm tầm khoảng 5-60 hũ sữa chua. Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi. Các bạn đổ sữa vô trước. Chúng ta mua cái loại mà sữa lon này các bạn. Chúng ta ướm nha. Cứ một lon sữa này là một lon nước, để cho da u của chúng ta lúc nào cũng sẽ ở trạng thái nó dẻo á. Mình bỏ ngăn đông thì nó cũng sẽ dẻo. Đó, cứ một lon sữa là một lon nước. Mình đổ vô đây sữa là khoảng 4 lon. Thì giờ mình cũng sẽ đổ 4 lon nước vô luôn. Các bạn để hỗn hợp sữa và nước lên bếp khuấy đều tới khi nào nó sôi tim thì mình bắt xuống. Sau khi mà hỗn hợp đã tan thì chúng ta nhắc xuống để nguội và đổ sữa chua vào. Tiếp tục các bạn cho sữa tươi vào luôn. Các bạn khuấy hỗn hợp hòa tan và đổ ra từng hũ nhỏ. Mình dùng cái loại ca có miệng này để cho dễ đổ. Mình phân ra được khoảng 200 hũ. Và bây giờ mình để khoảng 10 tiếng để cho nó lên men tự nhiên. Và chúng ta bảo quản bằng ngăn đông của tủ lạnh. Hello. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Em là Linh. Thì hôm nay anh em mình sẽ cùng thưởng thức sữa chua và trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn trong thời gian vừa qua đã đặt cho anh em mình. Và hôm nay mình sẽ gom lại tất cả những câu hỏi mà gọi là các bạn hay hỏi nhất để dành ra một cái clip này để mình trả lời hết luôn. Thì trước mắt các bạn đây là 54 hũ sữa chua. Ở trong còn nữa, hôm qua mình làm mà mình ủ một đêm gần 200 hũ. Đấy. Thì ok, bây giờ mời tất cả các bạn cùng ăn sữa chua với anh em mình và mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi này. Thôi nhìn hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Này. Mời mọi người một hũ. Đây nè mọi người. Cảm ơn ha. Đây mọi người. Nó này các bạn. Thấy không? Trời ơi. Đông nhưng mà nó không hề gọi là cứng luôn, mà nó dẻo thì mình cho sữa rất nhiều. Chổng ngược xíu nó không hề á. Sao? Nó mát, nó thơm, nó béo. Ngon cực kỳ ngon. Ngon hơn mà tiệm bán không? Gấp 10 lần luôn. Nếu chứ ăn sữa chua thì mình kén ăn lắm. Ăn nào mà tiệm mình ăn không bao giờ hết một bịch á. Còn như đưa ổng không à. Mà giờ công nhận bấm bụng ngon thiệt nha. Bấm bụng thôi mọi người ơi, chứ không có khen nha. Bấm bụng mới khen á. Hũ này bán giá cỡ 10.000 mới lời các bạn. Chứ 5.000 lỗ chết. Thì mình làm nguyên một cái mẻ này á, mình tất cả luôn, vừa hũ vừa sữa vừa đồ luôn, các nguyên liệu luôn, tới tầm khoảng 1.500.000 á. Hai cho 200 hũ sữa chua. Bật thì gửi cho 200 hũ sữa chua. Okay. Ok, thì giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn đặt cho mình nha, cho anh em mình nha. Anh em, hai anh em bao nhiêu tuổi? Câu hỏi này là rất nhiều vlog các bạn hỏi luôn. Cực kỳ nhiều. Mình 23 tuổi và Em 13 tuổi. Đó. Anh làm nghề gì? Thì như Đại đã chia sẻ từ trước là Đại kinh doanh shop quần áo và mở thêm vài cái quán cơm phần đó các bạn. Anh có người yêu chưa? Chưa. Không còn ế. Hiện tại thì Đại muốn tập trung cho công việc. Nói chung anh là gì đã có người yêu, anh đang sợ ế thế này. Đại không muốn là mình bị phân tâm bất cứ một thứ gì hết. Mình muốn là tập trung cho công việc là trước đi. Anh là bông hay trái vậy? Câu hỏi này á,
Đại có trả lời thì cũng bằng thừa, tại vì khi các bạn đã nhận định Đại là bông hay trái thì các bạn sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi này. Ok không? Sao anh không làm clip cho em gái anh và cameraman đi? Ở cái lứa tuổi của hai đứa này các bạn, nó còn ở cái lứa tuổi kiểu nó như là dưới tuổi vị thành niên. Mà cái điều khoản của YouTube dạo này là họ rất là khắt khe về cái vấn đề là quyền trẻ em. Cho nên là mình rất sợ khi mình cho mà lỡ mình dính phải những cái bản quyền, những cái điều khoản đó thì mình nhẹ là nó sẽ tắt kiếm tiền, và nặng nó sẽ khóa luôn cái kênh của mình. Cho nên là hẹn các bạn ở một cái dịp gọi là gần nhất để mình sẽ tìm những cái cách cho gọi là nó nhẹ nhàng, hoặc là như thế nào, hoặc là sẽ đợi mấy đứa này nó đủ tuổi để mình báo cáo, mình gửi mail cho YouTube thì sau đó mình mới thực hiện được. À, nhà anh ở đâu vậy? Thì anh em mình ở Mỹ Tho nha các bạn. Anh thích ăn món gì nhất? Hầu như là Đại là một cái kiểu người là dễ ăn, món gì ăn cũng được hết. Cơm, ăn được là ông ăn. Cơm trắng với nước tương, cắt vài trái ớt vô cũng ăn được, đập trứng ốp la cũng ăn được. Nói chung mình cực kỳ dễ ăn. Nhưng mà có một cái là mình ăn không ăn được là thịt mỡ. Là muôn đời không bao giờ đã ăn được thịt mỡ. Nó thật với các bạn luôn. Nhỏ lớn rồi, thật sự mẹ Đại rất là khó trong cái vấn đề là ăn uống, mà mẹ Đại phải gọi là đầu hàng với Đại luôn, tại vì thật sự là ăn mỡ là cái gọi là cái cơn ác mộng từ nhỏ tới lớn của mình, ghê kinh khủng nhất. Thôi không dám ăn. Anh thích màu gì nhất? Thì màu mà Đại thích là màu trắng hoặc màu đen. Còn hai màu trung tính, màu mẹ cũng thích, cũng mấy thích những cái áo như vậy, cái màu tối tối này. Mà đơn giản thôi là ổng thích rồi. Anh thích đi du lịch ở đâu nhất? Kiểu như là Đại không phải thích du lịch của Đại á nha, không phải là theo định nghĩa của các bạn là những cái nơi mà đẹp, lộng lẫy, đông đúc. Thường là những chỗ mà Đại thích đi nhất á, là những chỗ giống như cái này nè các bạn. Như là Đồng Hàng Xanh Mông Quạnh. Giống như kiểu như là quê á các bạn. Cánh đồng, hàng tre, đồ cầu khỉ, đồ ao cá, đồ các kiểu. Mình thích như vậy á. Xong kiểu như mình cũng nghĩ nếu mình già chút tuổi mà, kiểu như đi an hưởng tuổi già vậy. Thật sự Đại không thích chỗ đông đúc. Tới cái nỗi mà khi mà đi uống cà phê, đi với bạn cũng vậy, giết bạn này cũng hiểu ý, tìm những cái quán cà phê nào nó vắng một chút xíu, chứ không có, mà Đại không thích ngồi những cái chỗ mà đông quá, thật sự là mình không thích. Cơ duyên gì anh đến với YouTube? Thật sự á, cái này mình không biết, là thường ta nói nghề chọn người chứ người không chọn nghề, chắc mình nghĩ là đúng. Thật sự đó giờ á, mình chưa bao giờ mình cái từ cái cụm từ YouTube nó không có nằm trong cái đầu của mình. Mình chỉ xem nó là một cái trang mạng để mình lên mình xem, mình xả stress thôi. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm công việc mà liên quan tới nó. Rồi có nhiều anh chị bạn đồ mới nói là sao tao thử không làm đi. Như là thay vì bữa đó mày cũng ăn cái món đó, mà thay vì mày ăn không thì đi đây mày thêm cái công đoạn là mày quay nó đi cho mọi người thì họ xem. Thử coi, có thể là người ta xem thì mình cũng đâu có, dù người ta không xem thì mình cũng đâu có mất tiền, mà ngày hôm đó mình vẫn cũng phải ăn cái món đó. Thì Đại cái ok vậy cứ làm, mà không ngờ lại được sự ủng hộ và yêu mến từ phía các bạn tới mức độ vậy. Bằng cái việc là trong vòng mới có 29 ngày anh em Đại đã được 100.000 sub. Nói tới giờ mà vẫn còn vui nha, hôm qua tới giờ nói nhắc lại vẫn còn vui. Chỉ em bí quyết để thành hot TikTok. TikTok là một cái nhịp cầu mà để các bạn biết mình nhiều hơn qua bên kênh YouTube này. Thì để mà nói hot thật sự, hình như đâu có bí quyết đâu đúng không? Trời, cứ quay vậy thôi chứ. Mọi người hầu thích. Như là những cái clip mà các bạn thấy á, là thường nó quay lén mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các bạn thường nó nói ủa sao trên TikTok nó lanh mà trên màn ảnh nó, trước màn ảnh nó hơi ngại. Tất nhiên là những cái clip đó là những cái clip mà nó tự quay, nó tự nhiên. Còn bây giờ nó biết là trước mặt nó có cái máy ảnh thì tất nhiên nó sẽ ngại, là như vậy. Hầu như là mình nghĩ là không có cái gì mà ngoài cái thật đó các bạn. Nói chung là
thì các bạn cũng sẽ biết là thật hay là diễn, thì các bạn cũng sẽ tự thấy, cũng tự biết được. Tại sao ba mẹ anh không vào clip quay chung với anh? Thứ nhất, ba mẹ anh đã lớn tuổi. Thứ hai là ba mẹ anh không thích. Không, và thứ ba là ba mẹ anh rất ngại trước máy ảnh. Anh làm thử thách 24 giờ đi. Có nhiều bạn nha, rất rất nhiều bạn kêu anh làm những cái thử thách 24 giờ mà làm về nhiều chủ đề, chẳng hạn như là 24 giờ ăn đồ màu đen, 24 giờ ở trong thùng giấy, 24 giờ ở trong nhà vệ sinh, 24 giờ ở trên ghế sofa, rất nhiều luôn. 24 giờ sống trong tủ lạnh. Có nhiều cái 24 giờ đó, đại đọc mà đã nhịn cười cũng được. Nhưng mà chắc sẽ không xa đại sẽ thực hiện những cái thử thách đó. Tại vì bây giờ là nó còn cái yếu tố công việc á, thời gian mình nó chi phối mình, nó không cho phép. À, sao anh nhai một bên vậy, miệng anh có bị tật hay là không? Thật sự là đại mới nhổ cái răng cùng, mà thường là đại thuận là thuận nha, cả hai bên. Bây giờ đang nhổ răng cùng, tức là cố không cho thức ăn nó qua tới cái vị trí bên trái, chèn hết qua bên phải, cho nên là cái khẩu hình miệng nó hơi bị gọi là bị lệch. Chứ cha sinh mẹ đẻ đâu có bị tật. Tự nhiên giờ bị tật kỳ á. Sao em gái anh nhai ở hàm trước không vậy? Nó đang bị đau răng mà, cho nên là nó nhai cái hàm trước, kiểu mà nhai đột các bạn. Nó lúc trước mình hồi nhỏ mình đau răng mình cũng kiểu cái nhai kiểu vậy. Anh cameraman sao giống anh quá vậy? Thật sự là anh em họ các bạn mà có cái nét nó giống giống như vậy. Lý do anh xăm hình, thứ nhất là do phong thủy, thứ hai là do anh thích cái gọi là cái nghệ thuật đó các bạn. Đó là anh thích. Anh xăm hình có đau hay không? Tất nhiên các bạn cứ tưởng tượng như kim mà đâm vào thịt, tất nhiên nó phải đau rồi. Mà đại còn xăm cái kiểu là không có thuốc tê nữa. Xăm sống á mọi người. Trời. Mình đi chích thuốc á, bác sĩ cầm cái ống chích thôi mình đã sợ rồi. Chưa kịp đụng vô người mình thôi mình đã muốn khóc, mình muốn nằm xả lai một chỗ rồi. Mà ổng trời, ổng ngồi mà ổng cái kim đó hình như nó chích hoài luôn mà mình thôi. Mình vậy đó. Mà hơn mấy ngàn mũi đi. Chắc khóc thật luôn. Thật sự á, cái người xăm họ có tư vấn cho mình, họ nói là xăm kiểu mà không có thuốc tê á thì cái màu xăm và cái nét xăm sẽ đẹp hơn. Thì bây giờ mình nghĩ là mình xăm để cho chủ yếu cho đẹp, cho nên là mình quyết định thôi kệ, đau một chút xíu để đẹp cả đời. Thì mình nghĩ là hình xăm thì mình xăm lên họ mình sẽ đi theo mình suốt cuộc đời. Ok, đó là những câu hỏi kinh điển của mọi người hay hỏi. Cái đó là hầu như là 2 4 6 8 10 12 câu hỏi. 12 câu hỏi. Hồi mình đã lọc ra 12 câu hỏi, ban đầu là 20 câu hỏi. Nhưng mà bây giờ là còn 12 câu hỏi, là 12 câu hỏi này là 12 câu mà các bạn hỏi nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Thì không lời nào nói hơn là anh em Đại rất là cảm ơn tình cảm mà chân quý của các bạn dành cho anh em Đại trong suốt 29 ngày tạo kênh. Ăn nãy giờ mà nó chảy à. Mình uống luôn. Bỏ bánh luôn. Làm hủ nha các bạn. Trời ơi. Đây này các bạn. Nè. Các bạn thấy không? Nè. Đó, nó dẻo đeo luôn. Mình làm không có gì phải làm như kiểu là ở ngoài tiệm mà nó nhiều nước, mình làm cực kỳ là ít nước. Làm cho nhà ăn mà mình phải làm cho nó thoải mái. Đa phần là mình thế sữa cho nước. Hỏi sao nó không béo. Mà ngon. Còn ngoài tiệm mà làm kiểu này chắc lỗ chết quá. Ngoài tiệm bán cũng phải 10 ngàn, 15 ngàn. Chứ quá trời nữa luôn mà.
Mình không biết là chỉ khi nào mình mới có cái nút bạc nữa các bạn. Mà có nhiều bạn đã bình luận là hóng hóng đập hộp nút bạc á. Mình cũng hóng dữ lắm. Trời ơi, hóng thì còn không nói nha, nó còn sốt ruột nữa mọi người. Mình cũng không biết cái hình ảnh nút bạc nó sẽ đẹp như thế nào. Nhưng mà mình nghe mấy anh chị mà bên công ty quản lý kênh của Đại đó, nói là chắc khoảng tầm khoảng 1 tới 2 tháng mà đang trong mùa dịch, có thể chậm là 3 tháng mình mới có cái nút bạc. Ừ, lâu quá vậy. Sữa chua nè các bạn, mình ăn cơm xong á, các bạn ăn một hũ cho nó dễ tiêu, tại nó lên men kiểu tự nhiên á. Ông giác không còn một giọt luôn. Chứ giờ đổ nước cho ổng rồi lắc lắc lên cho ổng uống hết sạch cái hũ chứ. Không lấy gì ăn hũ nữa. Ok nè. Thôi em ăn đi. Của em đang ăn mà, để anh ăn. Thôi giờ mình ăn hũ nữa rồi mình kết thúc video ngày hôm nay nha. Ok thật chứ. Ok. Ôi các bạn ơi, cái hũ này nó như là tàu hũ luôn. Tàu hũ non các bạn. Này các bạn, để mình múc lên các bạn xem. Đó. Thấy không? Nó cái lớp nè, cái lớp da ua nè, nó mịn ghê không? Ôm trời. Ổng nha, ở nhà ổng suốt ổng cứ mỗi người là ôi trời ơi, hôm nay anh mập quá, anh phải giảm cân. Anh phải giảm cân, trời ơi. Ổng không thấy ổng giảm cân đâu mà hôm nay từ sáng tới giờ nha. Hình như nãy giờ anh ăn mấy hộp ta? Chắc cũng 3 hộp rồi ha. Trời ơi, giảm cân có ổng mà 3 hộp mọi người ơi. Nghe mà ổng sốc não luôn vậy. Mà thiệt ăn cái quỷ này nó không có biết ngán. Nó lạnh lạnh, chua chua, ngọt ngọt. Béo nữa. Béo béo. Này mà cho mình ăn lần 10 hũ mình ăn chắc cũng được luôn á. Ừ. Làm dẹp lại luôn chứ. Xin mượn miếng khăn giấy không? Ok thì rất là cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi xem hết video của anh em mình ngày hôm nay. Thì nếu các bạn thích món sữa chua này và cũng như là thích anh em mình thì nhớ để lại một like, share, subscribe cho hai anh em mình nha. Ok, cũng như để tiếp thêm động lực cho anh em mình ra nhiều vlog hay hơn, chất lượng hơn. Và nếu các bạn muốn anh em mình làm những thử thách gì hay là món ăn gì thì cứ để lại comment bên dưới. Biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Tạm biệt.